Mình xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh của mình. Hôm nay các bạn, mình đang chuẩn bị ra một cái lô hàng lợp test về cho một anh khách ở Đắk Nông. Cái anh khách này nè các bạn, cái đợt đầu thì lấy lợp bên mình, lấy thử. Ảnh lấy 20 cái về anh đặt thấy hiệu quả quá. Nên đợt này ảnh lấy thêm bên mình là 150 cái nữa nha các bạn ơi. Đây nè. Toàn bộ khu vực này là 160 cái, tại vì ảnh lấy thêm 10 cái cho cái anh khách cũng gần khu vực của ảnh để về ảnh cái anh kia ảnh đặt thử. Đây. Toàn bộ cái ở đây là 160 cái. Sẵn đây thì mình giới thiệu sơ với các bạn về cái mẫu lợp này. Cái mẫu lợp này rất là nhỏ gọn luôn nha các bạn. Cái chiều dài của cái lợp này nè là nó dài 28 phân, 2,8 nha các bạn, 2,8. Cái chiều rộng này là 11, rất là nhỏ gọn luôn. Đây một thùng các bạn thấy mình đóng 16 cái, rất là gọn luôn nè. Đó. Thùng 16 cái, rất là gọn luôn. Nên là cái mẫu lợp này nè các bạn. Nếu mà mình đi xe máy mình đánh là rất là nhỏ gọn luôn nha. Nói chung nó cũng rất là hiệu quả nha các bạn. Chỉ là mình đánh cái nước sâu nó không có bằng mấy cái lợp loại lớn thôi. Đó. Mẫu này thì nó hai hôm một đầu, hôm mộng rồi là mình vô mình canh chỉnh rất là ok, rất là thông luôn nha các bạn. Đường may thì rất là kỹ luôn, may chỉ loại chỉ Thái không à. Đó. Các bạn thấy đây nè, mình vô là cái nào cũng như cái nấy hết trơn nha các bạn ơi. Đó. Nói chung là lợp bên mình là đảm bảo chất lượng nha các bạn. Nếu mà mình giao hàng các bạn, bất cứ hàng nào về mớp méo hoặc là bị hư hỏng gì thì cứ đổi trả thoải mái cho mình nha các bạn. Đó. Rồi bây giờ mình xin chào tất cả các bạn. Các bạn cần mua lợp tép, lợp cá ông dừa, lợp cá chạch, chạch lấu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại bên mình là Cá Lóc luôn nha các bạn.